Chào mừng tất cả quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi. Và đây là vòng thi đấu thứ 3 được mang tên Đồng Tâm Hiệp Lực. Yeah. 6 giờ chúng ta sẽ không chơi thành hai đội nữa, mà bây giờ sẽ chia thành 3 đội, mỗi đội chỉ có 2 người thôi. Bây giờ Duy mời mọi người di chuyển ra phía sau một tí xíu ha. Ở đây mình sẽ có 3 chiếc tấm thảm tập yoga. Mình sẽ bắt cặp với nhau, hai người ngồi lên tấm thảm theo tư thế này. Rồi Phi giúp em nha. Rồi đau chân vào nhau, sau đó câu hỏi sẽ hiện lên trên màn hình, tất cả đều nhìn lên trên bảng câu hỏi. Ví dụ câu hỏi 1 cộng 1 bằng mấy? Cặp đôi nào đứng lên đầu tiên có quyền trả lời. Thử 1, 2, lên. Em lên đi, rồi kéo anh lên. Ê bậy, tôi nghe tiếng đó. Rồi. Rồi nghe tiếng. Nếu ai mà phát ra cái tiếng đó coi như không có quyền trả lời. Mấy câu hỏi ta? 10 câu hỏi tổng cộng. Sau 10 câu hỏi, cặp đôi nào có nhiều đáp án đúng hơn chiến thắng. Mọi người đã hiểu rõ luật chơi chưa? Hiểu ạ. Đã hiểu. Bây giờ mỗi đội chọn ra một người mà cảm giác là bị phiền phức nhất trong đội, đuổi ra một bên để hai người đó làm một đội. Ok không? Hồi nãy là đội hai đứa mình với lại Ngọc. Là ý là rồi, ý tụi anh là em chơi good. Good good. Không, nhưng mà nếu hai bạn nữ chơi thì lỡ có đủ sức để nó công bằng hay không nhiều khi. Thì thử đi. Thử đi. Như nghe Ngọc nói. Em thấy dáng ai cũng chuẩn á. Đừng chê hạt tiêu nhỏ, bởi vì hạt tiêu sao? Cay lắm. Rồi, rồi. Bắt đầu đi. Rồi, mọi người đã sẵn sàng chưa? Câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Con gì không đầu không cổ, mắt nằm trên thân? Đó là con bắt đầu. Cứ lên trước đi trả lời sao. Yeah. Ê, rồi. Tôi chưa. Tôi lên chưa? Tôi lên chưa? Ủa sao lên được rồi, hay mời, vậy? Mời. Con gì? Viên. Con gì? Con đã bán chưa? Chưa. Con đã bán. Mời bé Ngọc. Con mắt à? À sai, liêu liêu. 2, 3, lên. Rồi. Con thuyền. Ta có 3 chữ, 3 ký tự à. Có 3 âm hả? Thì xuống lại. Lên. Yeah. Ê, đây, con mực. Lên Ngọc. 2, 3, con cua. Yeah. Hay quá, thấy chưa? Đừng coi thường nữ hai chị em chúng tôi. Rồi, tiếp theo. Câu hỏi như sau, trong tất cả các loại trái cây nào ngủ nhiều nhất? Lên, yeah. Trái nè. Trái mơ. Yeah. Tự nhiên trái nè. Trái nè nó nhiều mắt đó, mắt. Ngủ mà. Ngủ thì nhắm mắt, nhiều mắt ngủ. Không, cái đáp án đó nghe cũng rất là vô. Đúng không? Mà vô chi đi. Nè. Hey. Như cái vậy là đội của Dương Thanh Bàn và Hoàng Phi được 1 điểm. Đội của Nam Thư và Diệp Bảo Ngọc được 1 điểm. Đội bên kia y. Ủa có chơi không? Mới 2 câu à. Mới còn 2 câu à. Tự đọc câu hỏi, tự trả lời. Tự phán à. Tự bây giờ Tâm Phát đọc câu hỏi đi. Mới 2 câu à. Ba bao nhiêu câu? 10 câu. Mời Võ Tâm Phát đọc câu hỏi. Con gì đầu chuột đuôi heo? Lên. Con giáp. Hai con giáp. Đúng rồi, bữa mình tấu hai câu kịp. Này không nè. Không lên kịp, không lên kịp. Rồi tiếp. Trong bài hát Túp Lều, lý tưởng túp lều được xây bằng gì? Tôi chưa. Vậy hay bằng là... ta xây bằng... bằng tình gì đó. Xây bằng gì mà? Ngồi xuống, tao cho hai đứa tôi túp lều. Bằng... Bằng duyên, bằng tình. Đúng rồi. Gì? Tiếp nào. Tiền nào biết đi, lên. Tiền nào biết đi. Rồi xong, cái này mà lên cái gì? Té kìa. Tiền. Bên kia. Tiền đảo. Trả lời đi còn nhắc nữa. À, không, mà phải xác nhận của đồng đội chứ. Rồi đúng rồi, đội tôi đoàn kết mới được mấy câu như ông vậy nè. Tự tin đi nhà đi, đừng đi thi. Ủa sao đứng lên còn không trả lời? Không, mấy mình đổi phong thủy đi. Qua đây cho anh đọc câu hỏi trước nè. Mình thấy người ta lên mình quán. Và ngay bây giờ sẽ là nội dung còi tiếp theo. Con gì phải sống? Sống. Con tin. Ủa ai lên trước? Xin mời. Con tin. Hay quá hai bạn nữ ơi. Như vậy là đội của Dương Thanh Vàng và Hoàng Phi được 3 câu. Đội của Nam Thư và chị Bảo Ngọc được 3 câu. Đội của... Bà, đội bên đó chỉ được cái ba hoa thôi chứ chả được 3 câu luôn á.
Mà mình tới 10 câu á là hai bên này chia nhau 6. Còn 4 câu thì bây giờ ăn 4 câu vẫn thắng mà. 4 câu liên tục vẫn thắng mà mọi người. Sao vậy mọi người? Ôi kệ đi, xin giới trẻ bây giờ nó sống vội. Tiếp theo. Từ gì mà tất cả mọi người đều phải âm sai. Tôi sai. Chơi với Phát bị cái nét chọc nó lây không? Cái đội này mà trả lời gì nhưng có tôi sai sai là đúng ha. Trong 3 câu còn lại chỉ cần hai đội mình trả lời đúng một câu là bên kia không có cửa luôn nha mọi người. Tập trung nè. Chân gì to nhất? Chân trời. Ren. Chân trời. Ôi cấp mi. Yeah. 4 câu rồi. 4. Hãy ngay câu cuối. Ma gì mặc đồ đen? Ma nơ canh. Ma nơ canh. Lẹ dữ vậy trời. Con đó tự đọc từ chơi luôn sợ quá. Tiếp theo. Đừng có đọc, mình đừng đọc. Con gì liều mạng nhất? Con gì liều mạng nhất? Con đường. Tài ngồi xuống. Nói lại rồi đi. Con gì liều mạng nhất? Ngồi xuống suy nghĩ. Ngồi xuống đi. Con này con vật hả? Con thiếu thân. Tỷ số bao nhiêu rồi? Bên đây 4, 3, 3. Rồi thắng rồi, đâu có ai cả. Rồi thắng đi. Đây. Như vậy chúng ta đã có kết quả. Vâng, đội của Thư và chị Bảo Ngọc đang có 3 đáp án chính xác. Còn đội chú bé không dày thì chỉ có 3 luôn. Nhưng mà đội chúng ta thì trả lời hời hợt cho nên tính là 2.5 thôi, tại vì cái kiểu trả lời cọc cằn thô lỗ lấy là cái quyền gì khán giả. Anh lấy cái quyền gì mà anh trừ nửa điểm của tôi? Chúng tôi lấy cái quyền đội trả lời nhiều câu hỏi nhất ở đây. Nhưng mà công bằng là chúng ta phải thực sự là vỗ tay cho đội Võ Tấn Phát và Hữu Đằng, bởi vì các bạn lội ngược dòng rất là mạng mục, đúng không? Hay quá. Không, em hay cần ghê. Những cái nét hương hài đó hay ghê á. Có cần. Nào mà trả lời kiểu được vậy hay quá trời. Anh cần không? Đã giỏi giang mà còn hay cọc nữa. Đúng rồi, chắc người ta 6 câu đầu luôn như vậy mà vẫn thua. Ủa là chấp chưa? Vậy là kết thúc vòng thi này, đội chiến thắng là đội Quang Phi và Dương Thanh Gia. Wow. Và phần thưởng người chiến thắng đó chính là sẽ được đọc giờ phát sóng của chương trình. Mời Giang. Ủa là phần thưởng dữ chưa? Phần thưởng trời, mình đại diện cho chương trình Tiếp Chiêu Đi Chờ Chi mang thông tin đến cho khán giả. Giang còn muốn gì nữa nào? Mọi người chuẩn bị cười nha. Đồng đội hại nhau quá vậy. Chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 20h20 ngày thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện. Còn bây giờ tất cả chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Chưa kịp nói cái câu đó.